Em xin chào cả nhà nhá, chào toàn thể cô chú anh chị em. Thời tiết Lai Châu mô được hôm nay là rất là đẹp, nắng ấm, nói chung nắng. Vừa làm một set cầu set bóng chuyền xong cả nhà. Rất mong là mọi người nhá. Mùa này bắt đầu là nhiều cái loại lan rừng, nhiều cái loại của người dân người ta trồng thuần lâu năm về, nên mọi người cố gắng là thu xếp thời gian và nhớ cái khung giờ cho em, 7:30 thì em lên để mọi người chọn được những cái giò lan thật là ưng ý nhá. Rồi em mời mọi người qua chi tiết từng đơn nhá. Đầu tiên đó là thanh đạm sữa của người dân người ta thuần, và đâu đó một cái giò này nó rơi vào tầm 20 cái vòi hoa tầm đấy nhé cả nhà nhé. Em đây tất vòi hoa nhá, thanh đạm sữa hoa nó trắng và nó thơm cực kỳ luôn. Mọi người nhìn thấy để xứng đáng chưa? Thanh đạm sữa nha, trồng vào bằng dớn cực kỳ là đẹp nha cả nhà nha. Một rất nhiều thân hoa nhé cả nhà nha. Hình số 29 208.000, hình số 29 208.000 thanh đạm sữa nha cả nhà nha. Có hai giò thôi. Có hai giò thôi cả nhà nha, không có nhiều đâu. Tất nụ mà. Về ngắm hoa luôn, thanh đạm sữa hoa nó thơm cực kỳ luôn cả nhà nha. Thanh đạm sữa hình số 28 208.000, hình số 28 208.000 thanh đạm sữa nhé cả nhà nhá. Tất nụ nhé cả nhà nhá. Cô chú mọi người xem thì mọi người nhớ nhớ cho em, dành cho em nút like để em gọi là được lên cái top để mọi người nhìn thấy nhiều hơn. Và đâu đó riêng cái giò này về mọi người ngắm, chỉ cần một cái này mọi người chỉ quay lên TikTok hoặc mình chụp ảnh thì cực kỳ là phê, đó là hoàng thảo tam bảo sắc nhá. À, thân tư năm sau đây, còn thân năm nay là mọi người để về ngắm hoa luôn. Về đến mọi người cái là nở là đúng luôn nhé cả nhà nhá. Hình số 4 là hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu, 130.000, 130.000. Những cái đơn nhỏ nhỏ tiền thì mọi người nhớ ghép đơn giúp em nhé, nhớ ghép đơn giúp em. Đây, lại tiếp tục đây, một cái loại mặt hàng gọi là hot nhất thời điểm này, tại vì đúng cái vụ hoa nó, và cái thời điểm này thì răng lan rừng nó số lượng để đúng cái thời điểm này có hoa thì nó là rất là ít nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu hình số 2 250.000, hình số 2 250.000 hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu, dân thuần nhé cả nhà nhá, dân thuần nhá. Đây, mặt bông, có bác nào chơi được nhìn mặt bông không? Đấy, mặt bông đây, hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu đây, đẹp tuyệt trần nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu hình số 1 108.000, hình số 1 108.000 dân thuần nhé cả nhà nhá. Vẫn nụ này, vẫn tất nụ này. Đấy, vẫn tất nụ, rất nhiều nụ nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu hình số 1 180.000. Tiếp tục. Cái này như bức rèm luôn, như bức rèm luôn. Hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu limit nụ nhé cả nhà nhá. Được cái là cái thằng này nó sai nụ và ở đâu nó cũng ra hoa, ở đâu nó cũng đơm hoa kết trái nhé cả nhà nhá. Nó nằm trong cái top lan đẹp nhất của lan rừng nhé cả nhà nhá. Hình số 3 205.000 hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu, hình số 3 205.000 hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu. Một cái món hit hot bây giờ nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu hình số 40 108.000, hình số 40 108.000 vẫn có nụ để mọi người chơi nhé cả nhà nhá. Đấy, nụ nó càng tím thì hoa nó càng đậm nhé cả nhà nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu 180.000, hình số 40 180.000. Ôi, nhựa này, nhựa kinh quá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 10 105.000, hình số 10 105.000. Phi điệp vàng Lai Châu là cũng là đang thời gian vụ nhá, một vụ hoa nhá. Đâu đó là rơi vào tầm tháng 6 tháng 7 là nó có một hoàng thảo tam bảo sắc này. Hoàng thảo phi điệp vàng này là đang nụ cả nhà nhá. Thanh đạm sữa cũng đang nụ nhé cả nhà nhá. Hình số 10 105.000, số 10 105.000 phi điệp vàng Lai Châu. Wow, thằng này quá nhiều thần tư. Lòng nhãn nhé cả nhà nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Riêng cái mầm tơ nó bằng năm nay nó lên là 17 mầm tơ, và chưa tính những cái thân có lá này nhá, nhá cả nhà nhá. Năm sau bắt đầu nó ra hoa nhá. Hình số long nhãn, hình số 36 105.000, hình số 36 105.000 long nhãn. Những đơn ít ít tiền mọi người, cô chú mọi người nhớ ghép đơn giúp em. Quá kinh khủng, đẹp chưa? Đấy, mầm tơ nó lên, mùa sinh sôi nảy nở của cây lan rừng nhá cả nhà nhá. Giò to vật này, hình số 35 108.000 long nhãn nhá cả nhà nhá, long nhãn nhá. Vật vã nha cả nhà nha, rất nhiều thần tử ở dưới này. Mua của em cũng đủ cẩn thận cấm đây,
Thế sao không cứ ấy này? Mọi người yên tâm là vào với em thì em cứ cân giá cho mọi người. Mọi người thích loại nào thì mọi người chốt thôi, không phải nghĩ đến giá đâu cả nhà nhá. Hạt vĩ Lai Châu hình số 37, 170.000 hả? Vĩ Lai Châu nhá. Hay lắm, người ta nói này, cái kỳ nó còn bám luôn vào cái thành thành cái giò lan này. Hạt vĩ Lai Châu nhá, chồng của người chơi rất là đẹp rồi. Về cứ thế treo luôn cả nhà nhá. Hình số 37, 180.000, à 170.000. Wow, năm cánh trắng y ngọc. Mọi người nhìn năm cánh trắng y ngọc chưa? Hoa thì tuyệt vời nhé cả nhà nhá. Năm cánh trắng y ngọc nguyên bản nhá. Hình số 9 180.000, có mới một giò thôi. Có mới một giò năm cánh trắng y ngọc nguyên bản thôi cả nhà nhá. Sao lại mang cả ám cổ Văn Giang không bán nhỉ? Phi điệp tím, chả biết là có phải ám cổ Văn Giang trên kia không nhỉ? Phi điệp tím hình số 38 280.000, hình số 38 280.000 limit. Năm sau thì thôi. Cái gì là phi điệp tím? Hình số 38 280.000, 280.000 cả nhà nhá. Quá nhiều mầm tơ nhá. Tiếp tục phi điệp vàng Lai Châu, hình số 13 200.000, hình số 13 200.000 phi điệp vàng Lai Châu. Hôm nay tất của dân Thuần nhé cả nhà nhá. Thuần quá lâu rồi đấy, mọi người nhìn bộ dễ rồi. Cứ đến với em khỏe, đẹp, ngon, bổ, rẻ, không bao giờ sợ đắt nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu tuyệt trần, phải nói giò này là tuyệt trần chứ không phải là tuyệt vời nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu dân Thuần, hình số 14 300.000, hình số 14 300.000 phi điệp vàng Lai Châu dân Thuần nhé. Tuyệt vời, giò đỉnh của tỉnh nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 16, hình số 16 100.000, mọi người về mọi người làm giống nhé cả nhà nhá. 100.000, cái giò dường như là nguyên bản này cả nhà nhá. 100.000. Phi điệp vàng Lai Châu. Mùa này là không mùa này là mọi người chơi phi điệp vàng tại vì nó chuẩn bị có hoa, cái nào mà có hoa sớm bây giờ nó đã nứt hoa nụ to rồi cả nhà nhá. Hình số 15 300.000, hình số 15 300.000 phi điệp vàng Lai Châu. Phi điệp vàng Lai Châu tuyệt vời. Kiều vàng, kiều vàng hình dân Thuần, hình số 51 170.000, có xứng đáng không? Quá đẹp nhá. Nói chung là giò của người dân em vẫn là phải nói là tự tin nói mọi người để sưu tầm được cái giò của người dân này là tốt nhất nhé cả nhà nhá. Hình số 51 170.000, hình số 51 170.000 phi điệp vàng Lai Châu. Ôi thời giò này người ta trồng rất hay nhá. Rồi toàn thân tơ này, rất tân thơ này. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 52 180.000, hình số 52 180.000, quá lâu rồi nhá. Quá lâu rồi mới được một cái giò như này. Nhìn nó khuỳnh quàng lắm. Đùi gà tròn Lai Châu hình số 33 100.000, hình số 33 100.000 đùi gà tròn Lai Châu nhé cả nhà nhá. Dân để trên mái blo nhé cả nhà nhá. Một đò giò duyên dáng xinh xắn và rất là tuyệt vời, nguyên một khóm của dân Thuần. Đùi gà tròn Lai Châu mập ú nhá. Hình số 17 100.000, hình số 17 100.000 nhá. Đẹp không? Nguyên một khóm này. Này, dễ ấy, có mỗi một khóm mà nó dễ, nó bám kinh đấy. Cây lan mà cứ dễ khỏe là mọi thứ nó đều khỏe hết cả nhà nha. Hình số 26 đùi gà tròn Lai Châu, hình số 26 đùi gà tròn Lai Châu tuyệt trần. Hình số 26 180.000, hình số 26 180.000. Mua thời điểm này em thề mọi người mua được những cái giò nó hay lắm. Mỗi một nhà bác dân người ta trồng theo một kiểu, người ta chăm sóc theo một cây nó mướt, nó khỏe cây nhé cả nhà nhá. Đây đắp tất phân trâu ấy, đùi gà tròn Lai Châu hình số 47 150.000, hình số 47 150.000 đùi gà tròn Lai Châu. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh nhé cả nhà nhá. Giò này thì thôi, có đúng một cái giò này của dân cả nhà. Đấy, giò này thì tuyệt vời ông mặt trời. Hình số 32 280.000, hình số 32 280.000 hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh này là được nhiều bác săn đón đấy. Nó hiếm ở trên Lai Châu mà nó cực kỳ là đẹp. Cái thằng này thì nó cho hoa vào đúng cái dịp Tết luôn cả nhà nhá. Hình số 49 180.000 hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh. Đây là hoàng thảo u lồi này, còn đây là phi điệp vàng này đấy.
Đi Điệp Vàng và Hoàng Thảo U Lùi nhá. Hình số 49 180.000, hình số 49 180.000. Không mua những cái giò này, không giò nào đẹp hơn. Rất là hay. Rất là hay đấy. Mỗi ông trồng một kiểu nên rất là feel, rất là đẹp đấy. Đẹp lắm. Đùi gà tròn Lai Châu nhá cả nhà nhá. Đặt cứ thế đặt ngay bàn uống nước cũng được. Hình số 25 180.000, hình số 25 180.000 đùi gà tròn Lai Châu. Ui rồi thằng này vừa u lùi vừa đùi gà Lai Châu này, vừa có hình như đùi gà tròn Lai Châu và u lùi. Đùi gà tròn Lai Châu và u lùi. Một giò chơi được hai loại hoa nhé cả nhà nhá, hai loại loan. Hình số 45 200.000, hình số 45 200.000 cả nhà nhá. Mua giò nào hôm nay mọi người thích lắm. Em thề luôn, dân của dân thì thôi, mọi người không phải nghĩ. Thích là chốt thôi. Hình số 12 phi điệp vàng Lai Châu, hình số 12 phi điệp vàng Lai Châu. Mơn mở đẹp không tì vết, và hai là nụ nó đã như thế này rồi. Đấy. Kinh chưa? Hình số 12 230.000, hình số 12 230.000 phi điệp vàng Lai Châu. Và cái thằng này bắt đầu nó còn chõe nụ như này rồi này cả nhà. Đấy, nó tõe nụ như này rồi nha cả nhà nha. Đấy. Nguyên bản, nguyên một dề. Nguyên cái gọi là đẹp nhất ai cũng săn đón, đó là ngọc thạch ba màu. Năm sau thân tơ này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 thân tơ nguyên một dề. Đẹp miên man, tiếc mỗi cái là về mọi người không được ngắm hoa nữa thôi. Hình số 50 105.000 ngọc thạch ba màu nguyên bản nha, người ta lóc lên cái vỏ này. Nguyên bản. Ngọc thạch ba màu. Hoàng thảo u lôi, hoàng thảo ngũ tinh. Đấy, dân người ta thuần hay lắm. Đấy, dễ dìu nha cả nhà nhá. Hình số 19 220.000, hình số 19 220.000 hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh. Cho hoa vào đúng dịp Tết luôn. Bao nhiêu cô chú thay không bao giờ mua những cái hàng gọi là hoa cảnh công nghiệp để chơi nữa. Cứ mua thằng này Tết nó nở rồi thôi. Đặc biệt của dòng lan rừng luôn, nó cho hoa đúng Tết. Đâu đó cho hoa đúng Tết thì chỉ có mấy thằng này là hoàng thảo u lùi cho hoa đúng Tết này, và thằng lụa vàng cho hoa đúng Tết thôi cả nhà nhá. Hình số 18 là hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh của dân thuần. Hình số 18 220.000. Phi điệp vàng Lai Châu, trồng vào chậu sứ thì thôi rồi. Về thế này thì nó ra hoa thì cứ để thế này mà là chơi theo chùm thôi cả nhà nhá. Dân cái này đấy, cực kỳ là đẹp. Hình số 11 200.000, hình số 11 200.000. Phi điệp vàng Lai Châu. Hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh, hình số 22 220.000, hình số 22 220.000. Mùa này bắt đầu là chơi u lùi sướng lắm, đóng hết ngọn rồi. Có cái đóng ngọn, có cái vẫn phát triển về, chắc chắn là hoa đúng Tết nha cả nhà nhá. Hình số 20 hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh 220.000, hình số 20 220.000. Hôm nay đâu đó là rơi vào tầm hơn chục giò hoàng thảo u lùi với cả nhà nhá. Hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh hình số 23, hình số 23, hình số 23 220.000, hình số 23 230.000. Nghe em đi. Trong vườn lan có một giò u lùi chơi Tết xem cực tỉnh luôn. Hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh hình số 24. Hình số 24 hay 29 thì vậy. 24 220.000, hình số 24 220.000. Đâu đó là cứ tầm 220.000 của nhà nhá. Cô chú mọi người nhớ là nhớ cho em nhá, khi xem mọi người dành cho em một nút like nhá cả nhà nhá. Hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh hình số 21 220.000, hình số 21 220.000 hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu, dòng toàn dòng lá xếp của dân thuần nhé cả nhà nhá. Hình số 41 105.000, hình số 41 105.000. Những cái giò 105.000 mọi người nhớ ghép đơn giúp em nhá. Nhớ ghép đơn giúp em. Đâu đó là bây giờ nó thật ra là công đóng hàng hộp xốp, tất cả các chi phí nó cao lắm. Thật sự là bán được một giò lan có những cái giò 100.000 với 150.000 thì mọi người biết là em lợi nhuận như bao nhiêu rồi. Hình số 42 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu, dòng lá xếp của dù của dân thuần nhé. Hình số 42 105.000, hình số 42 105.000. Rồi con lá xếp đẹp nha cả nhà nhé. Đấy, giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 5 105.000, hình số 5 105.000, hình số 5 105.000. Nói thật ra là nhập vào 130.000. Đây có cái cá đẹp này.
Hình số 44 105.000 giáng hương Tam Bảo Sắc Lai Châu. Hình số 44 105.000 giáng hương Tam Bảo Sắc Lai Châu. Hình số 43 giáng hương Tam Bảo Sắc Lai Châu. 105.000 hình số 43 105.000 giáng hương Tam Bảo Sắc Lai Châu. Toàn cây lá tròn vo như gọi là cây kiến mini nhé cả nhà nhá. Tâm mà cái này nó thẳng. Giờ này thì hết nước chấm của chú nha mọi người nhá. Đấy. Em không đủ cao đâm ra là phải dơ ngang này. Đó là phi điệp vàng Lai Châu dân thuần. Nó quá đỉnh của tỉnh luôn nhé cả nhà nhá. Nguyên một dề trồng vào một cái đĩa của người dân nhé cả nhà nhá. Hình số 17 400.000 hình số 17 400.000. Đó này về đặt trên ban công chú xuống thì thôi rồi lượm ạ. Thôi rồi lượm ạ nhé cả nhà nhá. Đây đây. Một chậu cáo xịn sò Lai Châu xếp nói chung là chỉnh trang ngon lành cành đào, có thể là về mà nhân giống luôn. Hình số 8 700.000 hình số 8 700.000 cáo Lai Châu như cả nhà nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp như cả nhà nhé, xếp thẳng đứng. Hình số 6 cáo Lai Châu, đây là những cái giỏ đắt tiền. Thật ra là mọi người nhớ cho em là đừng có bao giờ bảo là em mua 1 bán 10, mà mọi người cũng đừng kêu đắt. Mọi người cứ thích giỏ nào hợp với túi tiền mọi người chọn, còn những cái giò mình có thể nhiều tiền thì mọi người có thể bỏ qua cả nhà nhá. Cáo Lai Châu hình số 6 2 triệu, bản lá nó rơi vào tầm gần 5 cm nhé cả nhà nhá. Cáo Lai Châu nhá. Cáo xịn sò Lai Châu hình số 7 1 triệu nhé cả nhà nhá. 3 cây rồi, xứng đáng nhé cả nhà nhá. Cực kỳ là đẹp. Đấy, những cái giò nó hôm nay thì em lại nói giá luôn. Những cái giò mà nhiều tiền thì cô chú mọi người có thể không thích thì mọi người có thể bỏ qua, chọn những cái giò trăm hơn 200-300.000 phù hợp với túi tiền. Còn những cái giò VIP như thế thì ai quan tâm thì mọi người hãy để ý nhé, cả đừng bảo lại đắt mới rẻ nhé cả nhà nhá. Ôi giời ơi, những cái dòng như quảng cáo những cái dòng này nó thật với mọi người cũng sướng những cái miệng ở nhà nhá, quảng cáo nhá. Hoàng thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu dân thuần. Hình số 48 205.000, còn limit nụ như cả nhà nhé, rất nhiều nụ như cả nhà nhé. Đây, nụ trên này nữa đang là Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu hình số 48 205.000. Mỗi bác còn cái giò này là nụ nó còn đang nhỏ như này cả nhà nhé, nó đang vừa vặn như này cả nhà nhé. Khuyên thật mọi người mỗi bác nên có một cái giò này, tại vì mình nó thưởng lãm cái loại lan đẹp nhất của lan rừng nên không phải nghĩ như cả nhà nhá. Cây thì nó nhỏ nhưng mà nó ra hoa thì dày từ gốc lên ngọn, và nó ở đâu ra hoa. Hình số 30 Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu, hình số 30 300.000, hình số 30 300.000 nhé cả nhà nhá. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc, đây là những cái thân tơ để năm sau lại ra hoa tiếp này. Còn những cái thân này, như những cái thân này nó đang nụ như này nhá, nụ như này rất nhiều nụ nhé cả nhà nhá, rất nhiều nụ nhá. Hình số 30 300.000. Giáng hương Tam Bảo Sắc Lai Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc Lai Châu hình số 31 300.000, hình số 31 300.000. Toàn bộ đây là nụ nó đang còn nhỏ nhé cả nhà nhé, còn mầm tơ đấy, mầm tơ cả nhà nhá. Hình số 31 300.000. Hạc Vĩ Lai Châu, cái thằng này lũa đẹp chưa, lũa phiêu chưa, nhìn như cái con một cái con gì nó con ngỗng à, giống con ngỗng cả nhà, giống con ngỗng không, em làm kiểu ảnh để quảng cáo cái đã nè, giống con ngỗng nhá. Đấy, con kiểu như con thiên nga, con mất lại con ngỗng, giống con thiên nga. Hạc vĩ lai châu hình số 46 108.000, hình số 46 108.000, gọi là con thiên nga này là 108.000 cả nhà nhé, thiên nga nhé, đẹp đúng không? Giò này thì em nói thật với mọi người nhé, trồng thuần không biết bao nhiêu năm rồi của người dân, bản lá thì dày to bóng đẹp dân thuần. Giáng hương Tam Bảo Sắc Lai Châu, giò này mà lúc có ra hoa thì kinh điển như cả nhà nhé. Giáng hương Tam Bảo Sắc Lai Châu hình số 39, hình số 39 800.000, hình số 39 800.000 giáng hương Tam Bảo Sắc Lai Châu. Một cái giò như này 800.000 mọi người có xứng đáng để mọi người mua chưa? Còn bác nào bảo đắt hay rẻ không đấy, riêng giò này nhá em cứ mua được rẻ thì em lại bán cho mọi người rẻ, còn không giò này đây. Có cái nó bản lá nó rơi vào tầm gần 4 sen ấy, nó phải 4 sen đấy cả nhà nhé. Giáng hương Tam Bảo Sắc Lai Châu này kinh điển luôn, lâu lâu năm nhất như cả nhà nhá.
hạt quả maca cả nhà ơi, đặc sản đấy, quả maca nhé. Đây là quả maca tươi, vì mọi người phơi tầm hai nắng thì bắt đầu nó nứt cái vỏ này ra, mọi người có trong sau này nó sẽ có một cái hạt maca như này, mọi người bóc ở bên trong ăn này rất là ngậy, rất là tốt cho sức khỏe nhá, đẹp da, nói chung là tốt cho bà bầu với trẻ em. Còn bác nào mà muốn bồi bổ sức khỏe thì hay cứ ăn thường xuyên thôi cả nhà nhá. Quả maca tươi như này thì em bán cho mọi người là 90.000 một cân nhé cả nhà nhá. Đấy, trên em thì có cái gì đặc sản, có gì là em cứ phải giới thiệu, còn ai có nhu cầu thì mọi người ủng hộ em nhá. Rồi em cảm ơn cả nhà, cảm ơn toàn thể cô chú. Chúc toàn thể gia đình mình xem video thật là vui vẻ và chọn cho mình những giò lan thật là ưng ý nhá.